tổ dạy chúng ta tăng ni phật tử tu theo phật giáo chúng ta đặc biệt là tu theo pháp môn tình độ chúng ta khi không may gia đình có người thân vừa mới mất chúng ta không được khóc lóc than vãn kêu gào đau khổ trước thân thể thần thức của người vừa mới mất kia bởi sao bởi tổ dạy như thế này bởi khóc lóc là vô ích mà lại còn có hại vì làm cho người mới mạng chung kia sinh niệm quyến luyến không được giải thoát đấy chúng ta học phật chúng ta mới thấy vì sao không nên khóc vì tổ nói là gì khóc thì khiến cho người vừa mới mất kia gì sinh cái tâm là gì quyến luyến đó. đau khổ rối bời. Mà cái lúc cần tự nghiệp, cái lúc đó, đó người ta vừa mới chết đó, hoặc lúc cần tự nghiệp mà chúng ta đau khổ khiến cho người ở kia đau khổ rối bời và à, suy nghĩ nhiều thì thực sự khó có thể được giải thoát. Các cơ vị cứ nghĩ đi. Lúc chúng ta vui, nét mặt chúng ta rạng người, chúng ta hoan hỉ, ăn. Đó, những cái đồ ăn gì không ngon cũng biến thành thầy ngon ăn cái đồ ăn dở cũng thấy là gì còn hơn là sơn hào hải vị vì trong tâm chúng ta gì chúng ta vui cho nên ăn cái dở cái không ngon cũng sẽ thấy thấy gì thấy đều thành ngon còn lúc chúng ta buồn chúng ta khổ chúng ta ảo não chúng ta ăn cái ngon nữa sơn nào hại vị những thứ ngon nhất cũng biến thành không không ngon vì cái tâm của chúng ta đang đau khổ thì có thấy cái gì là ngon đâu nhà chùa nói như vậy cậu cũng biết có đúng không các cụ các phật tử có ai đã từng như thế chưa không bắt giơ tay hỏi có chưa có hả giơ tay xem nào <laughs> Rồi cảm ơn các cụ lần này gọi là mạnh dạn phết. Học Phật thì cứ có gì thì nói nấy tội gì phải giấu, giấu làm gì cho nó khổ. Giống như thầy thầy lên trên này thầy có giấu rốt bao giờ đâu. Thầy bảo thầy rốt thì thầy bảo thầy rốt, thầy bảo thầy ngu thì bảo thầy ngu. Thầy bảo là thầy học 6 năm mới lên được có lớp 4 thì thầy bảo thầy đúng như thế. Sau này phải đi học bổ túc gì học bổ túc văn hóa đạp xe đạp kéo cả kéo kịt à, hai ba năm trời ạ à gọi là gì chép bài mỏi cả tay mới lên được <laughs> lên được cấp 3 <laughs> rốt thì bảo là rốt dấu rốt làm gì đấy xin nói với các quý vị trở lại bài chúng ta thấy là đấy tổ bảo là đấy, người học Phật chúng ta có người mất không nên khóc lóc làm cho họ à, tán tâm và họ sinh niệm là gì buồn khổ không thể siêu thoát được Tổ dạy tiếp Chỉ nên gắng sức niệm Phật Mới thật có ích cho vong nhân Tức là cho người mất kia Đấy, thay bằng khóc lóc Người học Phật chúng ta Nên thay nhau để cùng nhau niệm A-di-đà Phật Hoặc nam mô a di đà Phật Cho người vừa mới mất Thân xác họ còn đang nằm ở Trước mặt chúng ta kia Lấy câu Phật hiệu để an úy để khuyên họ cùng tu cùng niệm xuất phát từ cái tâm chân thành của chúng ta cái năng lượng từ bi hỷ xả cứu nhân độ thế của chư Phật Bồ Tát tác động tới khiến cho vong linh của người mới mất kia liền là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị được quang minh công đức của Phật chiếu tới thì đương nhiên nghiệp chướng á bao đời bao kiếp của họ liền được tiêu, tiêu trừ công đức phúc báo cũng nhờ đó mà được sinh sinh ra cho nên có những người cả đời không tu, cuối đời lúc sắp chết được mọi người đến để giúp đỡ trợ niệm cho, thần thức họ liền được sinh về cõi thiên giới thiện giới là như thế hoặc là có những trường hợp đặc biệt đó, niệm phật có mấy ngày còn được sinh về cõi cõi tây phương cực lạc thế giới cho nên trong kinh vô lượng thọ đức phật dạy là gì một câu phật hiểu a di đà phật tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ tức là 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ các quý vị. Nay chúng ta đem rất rất nhiều câu niệm Phật, nhiều người niệm Phật đem nhiều câu niệm Phật, niệm từ 1 đến 3 tiếng, từ 3 đến 6 tiếng đến 8 tiếng đến 12 tiếng niệm Phật hồi hướng trợ duyên cho người mất kia. Giống Như trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức, người sống được 6, người mất được 1 thì cũng rất quý vậy các quý vị. Cho nên hãy thay cái từ khóc lóc thảm thương kể lễ Ôi giời ơi anh ơi Sao anh nỡ bỏ em mà đi thế này Vân vân và vân vân đó Thì bằng cái gì Cái câu niệm A-di-đà-phật 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 Để hồi hướng cho Cho người ta thì công đức vô lượng vậy. Cho nên ở đây tổ lại nói tiếp, nếu muốn khóc phải đợi gì? Sau 8 tiếng đồng hồ. Anh nhá, có cái cũng cho khóc. Có nghĩa để gì? Để thuận theo thế gian pháp. Chẳng nhẽ bố mẹ mất. Con cái nói gì? Cứ chơi chơi ra như là gì? Như là cục đá thì thế gian nó cũng cơ cơ hiểm cho. Cho nên ở đây tổ với phương tiện nói là sau khoảng 8 tiếng thần thức của người mất khi họ đã được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới khác rồi, cảnh giới lành thiên giới, thiện giới hay là coi Phật rồi thì lúc đó cũng chẳng ngại ngần gì cái lúc làm lễ nhập quan phát tang. Chúng ta cũng giả vờ lấy cái, lấy cái gì? Nếu mà không khóc được thì cố lấy trái dầu gió bôi bôi lên khóe mắt để cho nó gì? <laughs> <laughs> cho nó ra được tí nước mắt hả có nên làm như thế không có không không nó không khóc được thì thôi không ra được nước mắt thì thôi nhưng cũng <laughs> mẹ ơi sao mẹ lại nỡ bỏ chúng con mà đi lúc đó thì cũng chẳng ai nói gì chẳng ai nói gì cả lúc đó thì có thể là phương tiện cho cho khóc nhưng mà thôi đừng có thuê người khóc mướn khổ lắm bây giờ ở thế gian nói thuê người khóc mướn lắm những gia đình phật tử chúng ta là người học phật thì đừng có thuê người khóc mướn làm chi chạy đua theo thế gian để làm gì cần cái bằng khen hay sao mà phải chạy đua cho nên người học phật chúng ta phải thể hiện cái tâm chân thành có sao làm vậy có gì dùng thế nếu chúng ta thực sự cảm thương ở trong lòng không thể che giấu được thì sau 8 tiếng đồng hồ tổ nói là gì muốn khóc cho khóc cũng được không phải giấu nữa đến cái giữa cái giây phút biệt ly sinh tử chuẩn bị làm lễ nhập quan phát tang vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa hoặc lúc di quan đưa đến lò hỏa táng hoặc đưa tới nơi chôn cất đó vợ chồng cách biệt muôn trùng có đi không hẹn ngày trở lại thì lúc đó rơi lệ khóc thương một chút thì cũng được thuận theo cái gì cái thế pháp ở trong cái giai đoạn sau 8 tiếng đồng hồ rồi thì cũng gì tổ nói là cũng phương tiện mà được vậy cho nên chúng ta cũng không được cứng nhắc bảo tu rồi còn khóc cái gì Ấy thấy đồng tu mình khóc, mình chả mất chồng, mất con thì mình không khóc. Người ta mất chồng hoặc mất con, người ta đau khổ, người ta không thể nén được. Người ta cố giữ được cả 8 tiếng đồng hồ để niệm Phật cho, cho chồng, cho con hoặc cho vợ, cho con, cho người thân, cho bố, cho mẹ, cho người thân rồi. Thì bây giờ vì cái thương cảm, vì cái tình cảm, vì cái à, à, sự giao tiếp gần gũi với nhau bao nhiêu năm trời chung sống với nhau bao nhiêu năm trời nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức a lại ra rồi đến khi đó tự nhiên nó gì không muốn khóc nó cứng cứ bật ra đi khóc không muốn chảy nước mắt nhưng nước mắt cứ thế là tuôn tuôn chào thì kệ người ta mình lại đi sang mình bảo treo vật rồi không được khóc à, rồi mắng người ta thế này thế nọ thế kia cũng không nên đấy có nghĩa là là phật tử đi chợ niệm đi độ đám Đi giúp đỡ bạn bè chúng ta phải gì tế nhị. Phải đối nhân xử thế làm sao để cho nó gì vẹn cả đôi đường, đạo cũng được mà đời cũng gì cũng được. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có câu là gì? Tốt đời đẹp đạo là như thế. Đấy là nói về gì? Nói về Việc giải thích về việc thì Tổ nói là um, có người mất đó, không nên khóc, chỉ nên niệm Phật. Nhưng tuy nhiên sau uh, 8 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng gì đó hoặc ít nhất là 3 tiếng, ít nhất là 3 tiếng thì uh, không thể chịu được thì uh, rơm rớm nước mắt, đó, khóc sụt sùi cũng được. Nếu còn sớm quá thì uh, lúc còn đang chờ niệm đó, thì không thể chịu được thì phải ra ngoài để, để khóc. Hết cái... Uh, cao trào cái tâm thức à, tiếc thương kia chúng ta nín được rồi thì lại mới vào để niệm phật niệm phật trước nhớ chưa đây là phật pháp chân chính đấy đây là lời của đức đệ nhị tổ Tịnh độ tông việt nam của chúng ta giảng dạy ở trong bộ niệm phật thập yếu này và đấy nhà cháu chỉ đem để gì để triển khai để giải thích cho các cụ để hầu các cụ mà thôi Mong là các cụ cố gắng lưu lấy ở trong tâm tới khi mình đi thì bạn bè lấy ra dùng mà bạn bè đi thì mình lấy ra để mà mà dùng lợi ích vô cùng lợi ích vô vô cùng đó các quý vị nhé A Di Đà Phật